only 25 years old because he's so fatigued. Hello. Cái đường link nó nói mình ra khỏi cái này và mình vô lại. Nếu như những bệnh nhân có các triệu chứng mà ở nóng thì chúng ta đi sử dụng PPI. Liệu có các triệu chứng nào mà báo động hay không thì chúng ta sẽ xét nghiệm ở nội soi. Thí dụ như bệnh nhân sụt cân, bản thân tôi thì sẽ thực hiện xét nghiệm máu và nội soi đường tiêu hóa trên. Nếu như không có triệu chứng báo động gì khác thì chúng ta sẽ kiểm tra xem có cái loại thuốc nào mà có thể gây ra cái triệu chứng này hay không. Nếu như bệnh nhân đang trong PPI thì nó sẽ không có kích hoạt cái triệu chứng vừa kể.
Và nếu như trường hợp như vậy, chúng ta gọi là buồn nôn nói mửa do thuốc. Đây là một loại các loại thuốc khác nhau mà có thể gây ra buồn nôn và ói mửa. Cái danh sách này rất là dài, có rất nhiều các nhóm thuốc. Ví dụ thuốc tim mạch, hoặc là các loại thuốc nội tiết, kháng sinh, thuốc giảm đau, hóa trị ung thư, một số các loại thuốc đường tiêu hóa, một số các loại thuốc điều trị thần kinh trung ương, vân vân, đều có thể gây ra buồn nôn, ói mửa. Một trong những cái loại mà chúng tôi tập trung đó là các loại có gốc từ ái phiện và thuốc phiện và cần sa. Người ta gọi đây là hội chứng tăng nôn do cần sa. Bệnh nhân sẽ có các chu kỳ nôn xét về mặt khởi phát, thời lượng cũng như là tần suất. Bệnh nhân thường có biểu hiện này sau khi đã sử dụng cần sa quá mức kéo dài và giảm ói bằng cách tạm ngưng, chỉ khó cai cần sa. Mà ngoài ra cũng có thể đi kèm với những cái hành vi khi bệnh nhân đi tắm rửa một cách quá mức. Ví dụ như bệnh nhân tắm nước nóng là quá lâu. Điều này đã có 5 ca báo cáo, được báo cáo từ năm 2004. Đây là các ca báo cáo ở Úc. Đây là những bệnh nhân tắm nóng rất là kéo dài. Và vào đầu năm đó, chúng ta đã có một trong những bệnh nhân như vậy đã từng nhập viện và đã gây ra xung đột. Bởi vì những bệnh nhân đó nói rằng cái thằng đó nó vô trong phòng tắm tất cả suốt cả ngày luôn. Nên quả thực cái điều này là cái mà chúng tôi đã nhận thấy ở một trong các bệnh nhân của chúng tôi. Một cái chất khác mà chúng ta nghĩ tới đó là opioid. Tuy nhiên việc sử dụng, đây không chỉ là câu hỏi đơn giản trả lời có hoặc không. Ví dụ như tôi có một đứa nhỏ vô mà 15 tuổi, mẹ nó đang đi cùng với đứa nhỏ nó trong phòng khám ngoại trú. Và nếu như các bạn hỏi có xài cần sa hay không, chắc chắn cái đứa nhỏ nó có mẹ nó ngồi kế bên, nó sẽ bảo là không, cháu không có xài. Và nhiều khi mình phải suy nghĩ, mình hỏi nó, khi mẹ nó không có mặt tại đó thì nó mới có nói thành thực cho mình. Có thể nó có không muốn cho mẹ nó biết, có thể có các nguyên nhân thực thể khác. Cái này chúng ta gọi rằng chúng ta cũng cần xem thử coi bệnh nhân có các triệu chứng khác hay không. Và trong trường hợp của chúng ta, bệnh nhân này nói rằng mình không có sử dụng cần sa. Bệnh nhân có cải thiện một chút xíu với PPI. Đã có xét nghiệm máu, xét nghiệm chụp X-quang và chúng tôi cũng đã soi đáy mắt của bệnh nhân để bảo đảm không có tăng áp lực nội sọ. Chúng tôi cũng đo cortisol trong nước tiểu. Và chúng tôi cũng đã đo pH 24 giờ khi không sử dụng PPI bình thường. Tất cả câu hỏi đều không cho thấy bệnh nhân có lo lắng hoặc là trầm cảm. Bởi vì nhiều khi bệnh nhân có thể có biểu hiện buồn nôn, nói mửa mà do thần kinh trung ương. Chúng ta cần có những cái cận lâm sàng và xét nghiệm đầy đủ. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra xem thử bệnh nhân có các hội chứng về nhai lại hay không. Cái này không có áp dụng với bệnh nhân, nhưng mà áp dụng đối với những bệnh nhân mà tình trạng ói mửa kéo dài và dai dẳng, hội chứng nhai lại là những hội chứng mà bệnh nhân ở trớ những cái thức ăn, ở trớ thức ăn lên trên miệng luôn có thể, rồi sau đó bệnh nhân nhổ ra được, nhai lại hoặc là nuốt lại. Điển hình thường thường què nó không có bớt, trước đó không có què, nó có vị thức ăn như họ đã ăn qua. Mà nó trở nên có cái vị chua giống như axit, trước đó thì không có buồn nôn. Nếu như bệnh nhân vô mà có ói mửa và mình muốn biết chắc là nhai lại hay là ói mửa thì mình nên hỏi coi trước đó có buồn nôn hoặc tình trạng què hay không. Mình có thể hỏi là có nuốt xuống được hay không. Có những người nhiều khi người ta sẽ nhìn mình mà trợn mắt lên. Nếu như họ nói là có
Có người khác nói rằng nếu như không chịu được thì tôi nuốt luôn, nuốt lại, như thì mình gọi là hội chứng nhai lại. Hội chứng nhai lại cũng thường hay xảy ra ngay trong khi đang ăn. Nhiều khi trong nửa bữa ăn đó, có nhiều người đó họ phải đi vào trong toilet, họ nhổ cái đó ra rồi sau đó lại tiếp tục ăn. Nếu như là gợi ý là hội chứng nhai lại thì chúng ta có chẩn đoán đó và chúng ta điều trị bệnh nhân tương ứng. Tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng vậy. Và chúng ta cũng cần phải thuyết phục bệnh nhân. Có một số bệnh nhân họ cảm thấy giống như họ bị tố cáo hoặc là bị buộc tội, và họ không có đi theo cái lập luận hoặc là lời khuyên của mình. Đây là cơ thắt thực quản dưới, cơ thắt thực quản trên. Có sự giãn thoáng qua cơ thắt thực quản dưới. Cơ thắt thực quản dưới này xảy ra do giảm cái độ trở kháng từ gần cho tới xa. Trong cái đoạn này có không khí. Như vậy đây là bệnh nhân trào ngược cả không khí và thức ăn. Rồi sau đó tiếp tục là động tác nuốt. Như vậy đây là cái biểu hiện của hội chứng nhai lại. Không có sự tham gia của cơ thắt thực quản ở đây. Có giảm độ trở kháng, cái này chỉ có chất lỏng. Và sau đó tiếp tục bằng một cái nhu động. Có sự gia tăng áp lực ở trong ổ bụng. Và điều này tạo ra sự khác biệt. Nó đẩy cái chất chứa ở trong dạ dày lên trên. Dễ nhận biết khi các bạn đo trở kháng. Các bạn thực hiện sau một bữa ăn thông thường. Một cái yếu tố then chốt là đây. Đó là áp lực, sự gia tăng áp lực ở trong ổ bụng. Và cái chuyện thứ hai, đó là những bệnh nhân có cái hội chứng nhai lại này. Tôi không biết các bạn làm như thế nào, nhưng mà khi mà tôi, thí dụ như vừa mới ăn một cái miếng sandwich, tuy nhiên tôi cố gắng tập cái cơ bụng. Tôi không thể đẩy cái miếng sandwich lên miệng rồi đẩy xuống trở lại. Thí dụ như các bạn ấn cái cơ bụng của các bạn để các bạn ở trở lên thức ăn, thường là không có được. Mình chỉ có thể làm được điều đó khi mà cái áp lực của cơ thắt nó không có thôi. Mình có thể dạy cho bệnh nhân cái điều này bằng cách thở qua cơ hoành. Bệnh nhân để tay trên bụng và trên ngực và cần thở sao cho cái bụng không có di chuyển, không có căng. Như vậy chủ yếu là thở bằng cơ hoành và điều đó có thể ngăn chặn cái hội chứng nhai lại. Chúng tôi có sử dụng baclofen cho tình trạng này. Baclofen các bạn có thể sử dụng cho cái bệnh lý trào ngược để hỗ trợ. Nó sẽ làm tăng cái cơ thắt thực quản dưới. Đây là một bệnh nhân chúng tôi đã điều trị bằng baclofen. Đây là cái nhánh dạ dày. Cái chất chứa trong dạ dày đi lên và trong cái nhánh mà sử dụng baclofen có sự gia tăng áp lực cơ. Nhưng mà cái chất chứa trong dạ dày không vượt qua được cái áp lực của cơ thắt thực quản dưới, cho nên không xuất hiện hội chứng nhai lại. Đây là một cái báo cáo mà chúng tôi đã công bố số lần mà nhai lại, giảm thiểu một cách có ý nghĩa thống kê. Thông thường là chúng ta cũng sử dụng baclofen 3 lần 10mg. Như vậy chúng ta sử dụng baclofen và tập thở qua cơ hoành để khắc phục cái hội chứng này. Và chúng ta nên cân nhắc tới việc đo trở kháng hoặc là đo áp lực kế để thực hiện chẩn đoán. Nếu như không có hội chứng nhai lại thì chúng ta suy nghĩ tới những cái hội chứng khác. Hội chứng ói mửa theo chu kỳ. Hội chứng ói mửa theo chu kỳ là gì? Đây là hội chứng điển hình có ói mửa về cái khởi phát của nó và độ kéo dài. Bệnh nhân sẽ phù hợp với hội chứng này khi có ít nhất 3 đợt riêng biệt trong một năm trước. Và nếu như không có ói mửa giữa các đợt đó, bệnh nhân có thể có các triệu chứng khác. Điều này thường hay gặp trong các gia đình hoặc là khảo sát những bệnh nhân mà có cái biểu hiện về nhức đầu migraine. Cái mối liên quan chưa rõ nhưng mà tôi nghĩ là do thần kinh trung ương. Đây là một cái đồ họa về những người bệnh nhân
bị ói mửa mạnh tính gần như mỗi ngày hoặc ói mửa theo chu kỳ lên tới hơn 20 lần một ngày, rồi sau đó khoảng 3 tuần, rồi sau đó 12 ngày lại có lại. Đây là trong y văn của nhi khoa, nhưng mà người lớn cũng tương tự. Nếu như nó là hội chứng ói mửa theo chu kỳ thì chúng ta cũng điều trị tương ứng. Chúng ta chưa có cái điều trị đặc hiệu đối với hội chứng ói mửa theo chu kỳ. Chúng ta thường sử dụng các loại thuốc ức chế buồn nôn và ói mửa theo triệu chứng thôi. Nếu như bệnh nhân sau khi chúng ta đã loại trừ những yếu tố về mặt thần kinh, hội chứng nhai lại vân vân, thì chúng ta có thể thực hiện kiểm tra bể tống suất thức ăn của dạ dày. Nếu như nó rất là chậm thì chúng ta sẽ cần phải điều trị như là tình trạng liệt nhẹ dạ dày, bronchiectasis như prucalopril, và chúng ta cũng dùng thêm thuốc ức chế buồn nôn như hồi nãy đã nói. Nếu như không làm bệnh nhân không bị chậm lại tống suất thức ăn trong dạ dày thì đây sẽ là một cái chẩn đoán hội chứng buồn nôn ói mửa mạn tính vô căn. Đây là cái định nghĩa của hội chứng này. Bệnh nhân bị buồn nôn ói mửa rất là khó chịu một ngày một tuần, tự ói mửa tự phát, không có những cái triệu chứng về thực thể toàn thân hoặc là chuyển hóa nào khác để giải thích các triệu chứng vừa kể. Như vậy chúng ta điều trị tương ứng theo nguyên nhân. Nếu như triệu chứng cải thiện thì chúng ta điều trị dài hạn, nếu như không cải thiện các triệu chứng thì chúng ta thực hiện thêm những cái kiểm nghiệm hoặc xét nghiệm hay cận lâm sàng khác. Có lẽ tới thời điểm đó là các bạn đã thực hiện rất là nhiều các nghiệm pháp rồi, là kỹ lưỡng lắm rồi. Trong y văn, các loại thuốc được đề nghị như sau về cơ chế sinh lý bệnh. Có như rất nhiều các dữ liệu về các loại thuốc và các cách tiếp cận khác nhau tại các cấp độ. Ở ngoài biên, những loại thuốc để kích hoạt sự tông suất trong thức ăn của dạ dày hoặc là ảnh hưởng tới thần kinh hướng tâm, hoặc là loại thuốc tác động trên thần kinh trung ương như kháng histamine và kháng muscarinic, và những loại khác tác động trên thụ thể hóa học về kích hoạt buồn nôn ói mửa, về phản xạ. Cho nên chúng ta có nhiều đích nhắm. Chúng ta sẽ đề cập tới một số cái đích nhắm này và các loại thuốc tương ứng. Bronchiectasis thường được suy nghĩ tới. Tuy nhiên thực tế tôi nghĩ rằng bronchiectasis không có lợi mấy, nó có thể tăng tông suất thức ăn ở trong dạ dày xuống tá tràng. Tuy nhiên không phải tất cả các loại bronchiectasis nào cũng đều có tác dụng chống nôn. Các loại đối vận với dopamine hoặc là đối vận với 5-HT, đây là các loại chống nôn, trong những loại khác thì không. Những loại đối vận với dopamine đại diện thí dụ metoclopramide, domperidone, valsartan là tác động trung ương. Tuy nhiên nó có cảnh báo về các tác dụng phụ. Metoclopramide, bệnh nhân có thể có bị rối loạn vận động chậm hoặc kiểu như bệnh Parkinson. Domperidone thì có thể kéo dài đoạn QT. Cái loại thứ ba thì ở Bỉ có, chứ đa số ở châu Á không có. Đây là một loại phát triển xịt vào mũi, được phát triển ở Mỹ, thường gặp ở các phụ nữ. Và nó làm giảm cái thang điểm về buồn nôn ói mửa rất nhiều. Ở đàn ông thì lại không hiệu quả lắm. Tuy nhiên ngay cả với việc sử dụng cái dạng xịt mũi thì các tác dụng phụ mình cũng có thường gặp với metoclopramide đừng uống. Cho nên tôi thì sẽ tránh cái này. Domperidone cũng được khảo sát trong cái nghiên cứu. Tuy nhiên khi sử dụng domperidone so sánh với đổi qua dạ dừa thì thấy có sự cải thiện về buồn nôn và ói mửa. Tuy nhiên cảnh báo là kéo dài cái đoạn QT trên đường tâm đồ. Tôi nghĩ rằng đó là cái liều rất là cao. Ondansetron cũng được phát triển để điều trị trong buồn nôn ói mửa do hoa trì hoặc là khi có thai.
Ondansetron có tác dụng tốt, tuy nhiên tác dụng phụ của nó là táo bón và kéo dài đoạn QT. Liều thông thường thường là 4 mg ngày 1 hoặc là 2 lần. Các bạn cũng có thể sử dụng trong hội chứng buồn nôn nói mửa chức năng. Granisetron cũng là tương tự như vậy, tuy nhiên nó là cái miếng dán chứ không phải uống. Đây là một nghiên cứu nhãn mở trong 36 bệnh nhân. Và người ta xếp hàng cái kết quả của nó như sau. Đa số bệnh nhân có hiệu quả tốt. Xét về cải thiện triệu chứng. Dưới 0 điểm âm là tệ hơn và trên 0 là tốt. Các loại đối vận H1, Prometazine cũng có thể dùng. Đây là một loại kháng histamine, tuy nhiên nó làm cho mình buồn ngủ. Amitriptyline. Đây là một nghiên cứu của tác giả Bibrustan. Khi người ta kết hợp so sánh amitriptyline so sánh với đầu vào thì thấy cải thiện buồn nôn và ói mửa. Đây là các thang điểm để đánh giá. Sau khoảng một tuần thì buồn nôn và ói mửa giảm hơn nhiều. Đây được xem, chúng ta không biết cái hạn chế của nó là khiến cho bệnh nhân bị táo bón và buồn ngủ. Các loại đối vận với NK1 cũng có thể được sử dụng. Đã có hai cái nghiên cứu. Đây là sản phẩm Aprepitant. Tác dụng phụ của nó là táo bón và tác dụng phụ tiêu hóa. Và một số các triệu chứng khác, thí dụ như là liệt nhẹ dạ dày hoặc là buồn nôn vô căn. Một loại thuốc ức chế NK1 đang được phát triển tại Hoa Kỳ. Nếu như những loại thuốc mà tác động ngoài biên mà được dung nạp tốt mà hoặc là thất bại thì chúng ta cần sử dụng những loại mà có tác động trung ương hơn. Ví dụ haloperidol, những cái bệnh nhân mà vào phòng cấp cứu nó có thể ngưng sau khi sử dụng haloperidol mạnh hơn nhiều. Mình có thể sử dụng dặn chích ở trong phòng cấp cứu, rồi sau đó chuyển qua dặn giọt hoặc là viên uống khi về nhà. Tuy nhiên nó kéo dài đoạn QT và rối loạn vận động muộn như kiểu Parkinson. Mirtazapine, đây là cái thang điểm buồn nôn, giảm sau 4 hoặc là 8 tuần, 50 mg trong buổi tối. Đây là một nghiên cứu nhãn mở ở các bệnh nhân mà bị liệt nhẹ dạ dày. Mirtazapine cũng có cải thiện và có hiệu quả. Olanzapine, có một bài nghiên cứu, đây là nghiên cứu đối với bệnh nhân buồn nôn nói mửa do hoa trì. Olanzapine khi bổ sung vào cái liệu trình hoa trì thông thường. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó là khiến cho bệnh nhân bị tăng cân và buồn ngủ. Như vậy các bạn đã có rất nhiều các loại thuốc khác nhau. Từ những cái loại sử dụng theo kiểu truyền thống, rẻ tiền và ít tác dụng phụ. Thí dụ như đối vận dopamine, rồi tới đối vận 5-HT3, đối vận H1, chống trầm cảm 3 vòng và những cái chất kết hợp. Đối vận NK1 thì quá đắt đi, tới 75 euro cho một viên. Như vậy, đây là những triệu chứng phức tạp, hội chứng phức tạp. Và chúng tôi đã đi qua các bước khác nhau và theo kinh nghiệm. Và chúng ta có thể đổi từ loại thuốc này qua loại thuốc khác. Xin cảm ơn bà Covin. Không có nhiều câu hỏi từ phía cử tòa. Hồi nãy anh đã nói tới cái mối liên quan giữa buồn nôn nói mửa kháng trị và migraine. Anh có kinh nghiệm gì trong việc sử dụng chèn beta trong cái điều trị duy trì đối với các bệnh nhân buồn nôn nói mửa mãn tính hay không? Có một loạt cái nghiên cứu, không phải là nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên, chủ yếu là con nít và một số người lớn, người ta thấy chèn beta dường như có hỗ trợ trong hội chứng buồn nôn nói mửa theo chu kỳ. Và thứ hai là các loại thuốc chống migraine cũng được sử dụng trong tình trạng cấp cứu và có kết quả. Những kết quả trong y văn thì không có ấn tượng lắm. Cũng đã có cái nghiên cứu tại Hoa Kỳ và tại Mỹ. Họ thường sử dụng chủ yếu là dopamine. Và họ kết hợp một cách hợp lý
Ngoài ra, ngày nay người ta nhận thấy phần lớn những hội chứng buồn nôn nói mửa chu kỳ nếu như xem xét một cách kỹ hơn và cẩn thận hơn thì sẽ có nhiều những bệnh nhân là do sử dụng cần sa nhưng mà bệnh nhân không có thú nhận, bệnh nhân không có nói với mình. Đặc biệt là những nơi mà sử dụng cần sa mà được hợp pháp mà, hoặc là vấn đề cấm kỵ, nhiều bệnh nhân cứ chối nhưng mà thực sự ra cái đó có buồn nôn nói mửa đó là do cần sa đó. Một câu hỏi kế tiếp là về liều lượng sử dụng haloperidol. Ông sử dụng liều chuẩn 5mg hay liều bao nhiêu? Liều tĩnh mạch thì bao nhiêu? Haloperidol là con nói ở trong y văn. Thực sự chúng tôi sử dụng một cái dạng khác hơn. Chúng tôi sử dụng chlorpromazine cơ. Và chúng tôi sử dụng 25mg tĩnh mạch trong vòng 24 giờ và truyền tĩnh mạch chậm. Sau đó chúng tôi chuyển sang đường uống hoặc là đặt vào hormone. Như vậy đối với chlorpromazine mà tôi xài, nó cũng là thuộc họ gia đình của haloperidol. Tĩnh mạch là 25mg ngày 2 lần và đường uống 25mg ngày 3 lần. Sử dụng đường tĩnh mạch là trong cấp cứu thôi, tại bệnh viện. Bệnh nhân cảm thấy buồn ngủ sau đó, nhưng mà mình sẽ cắt đứt được buồn nôn nói mửa gần như ngay lập tức. Một trong những cái chẩn đoán phân biệt trong buồn nôn nói mửa là hội chứng nhai lại. Trong cái bản báo cáo kế tiếp, chúng ta sẽ nói về xử trí hội chứng nhai lại và nút hơi. Đây có thể nói là những cái đề tài đi rất là sâu. Đặc biệt khi mình nói chuyện với sinh viên thì sinh viên cảm thấy rất là vui. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng đây là những phản ứng bình thường, bởi vì nó là các hoạt động bình thường, ai mà chả ở hơi hàng ngày. Chúng ta gọi đó là hội chứng ở. Và trong quá khứ trước đây, người ta nói là bệnh nhân nuốt hơi. Do cái hệ thống thần kinh và dạ dày, nó giống như một cái túi đầy hơi. Ngày nay chúng ta biết rằng phần lớn cái tình trạng ở hơi đó là triệu chứng, là xuất phát từ thực quản chứ không phải từ dạ dày. Và đại số những cái khó chịu nhất và từ hội chứng nhai lại. Và ở những bệnh nhân có rối loạn về mặt tâm thần cũng thường gặp ở trẻ em. Và tình trạng nuốt hơi, cái này là rất là hiếm. Đây là một y tá 53 tuổi được gửi tới chúng tôi tại Bỉ. Cái triệu chứng không phải là bắt đầu đột ngột, mà là từ từ, cách đây 5 tháng, không có nguyên nhân kích thích. Bệnh nhân này ở hơi rất là thường xuyên, nặng hơn khi có stress và gây khó chịu về mặt xã hội. Bệnh nhân nói là không thể đi ra ngoài tiếp cận mọi người được. Người chồng của bệnh nhân cũng nói rằng là cảm thấy khó chịu, mà kể cả những người trong cơ quan ở nơi làm việc nói bệnh nhân đừng có ở nữa được không. Bệnh nhân đâu có hút thuốc, bệnh nhân đã ráng tránh rượu bia nhưng mà cũng không có hiệu quả gì hết. Nó ở hơi này không làm bệnh nhân sụt cân, cũng không ảnh hưởng đến ăn uống hoặc là ngủ nghỉ. Nội soi và xét nghiệm tất cả đều âm tính hết, sử dụng PPI domperidone cũng không hiệu quả. Trong suốt cái quá trình thăm khám đó, bệnh nhân đã phải gián đoạn rất là nhiều lần bởi vì bệnh nhân cần phải ở. Chúng tôi chứng kiến ngay trước mặt, ngay trong phòng khám luôn. Tình trạng ở, như đã nói, là một cái hiện tượng về mặt sinh lý. Tuy nhiên, ở mà quá mức thì là gây ra vấn đề. Đây là cái cơ chế để chúng ta xả bớt cái không khí ra khỏi dạ dày.
nó có thể tăng hơn ở những bệnh nhân bị GERD hoặc là bệnh nhân bị khó tiêu chức năng. Ở Hà Lan, nếu như mà ở nhiều, hiện nay chúng ta đang nói về những bệnh nhân mà là cái triệu chứng chủ đạo. Chúng tôi khảo sát bệnh nhân như sau. Chúng tôi sử dụng một cái catheter đo trở kháng có độ phân giải cao. Nó có 36 bộ phận cảm biến về mặt áp lực và 16 cái đoàn để đo trở kháng. Chúng tôi đặt qua đường mũi, có gây tê tại chỗ. Chúng tôi đi tới cơ thắt thực quản trên dưới dạ dày. Chúng tôi đưa catheter vô, chúng tôi chờ một chút xíu. Sau đó cho bệnh nhân nuốt thử. Rồi sau đó chúng tôi thực hiện nghiệm pháp đo trong khi bệnh nhân nuốt, rồi cho bệnh nhân ăn một bữa. Đây không phải là bữa ăn, cái bữa ăn thực sự ra nó ít hơn chứ không ngon như thế này. Mà chúng tôi đo trong vòng 60 phút. Đây là bữa ăn mà gồm có gồm 1.000 kilocalo. Đây là cái hình ảnh đo của chúng tôi. Đây là 10 lần bệnh nhân nuốt. Tình trạng nuốt nhanh ở đây. Đây là lúc bệnh nhân uống nè. Lúc này là 30 phút nè. Trước bữa ăn, nè. Và đây là 60 phút sau ăn. Bài đo áp lực kế và đo trở kháng. Đo trở kháng là cái đường màu trắng. Những rối loạn ở theo tiêu chuẩn của Rome. Rất là khó chịu. Sạch có thể xảy ra nhiều hơn 3 ngày một tuần. Có thể xuất phát từ phía thực quản hoặc là xuất phát từ dạ dày. Mà trên dạ dày thì thường xuyên hơn mà lặp lại nhiều. Còn ở từ dạ dày thì không có mối liên quan nhiều ở mặt lâm sàng. Đo trở kháng có thể khẳng định điều này. Đây, trong quá khứ người ta hay nghĩ là do nuốt hơi. Khi chúng ta đo trở kháng, cơ thắt thực quản dưới có một chút nhu động, bệnh nhân nuốt một lần nữa, có sự gia tăng về trở kháng ngay tại đây. Điều này có nghĩa là bệnh nhân đang nuốt khí, nuốt hơi vô, rồi một ít không khí lại nuốt ở thời điểm này nữa. Đây gọi là tình trạng nuốt hơi. Còn đây là tình trạng ở không khí đi lên từ trong dạ dày qua sự giãn cơ thắt thực quản dưới. Đây là cái cơ thắt thực quản dưới. Cơ thắt thực quản dưới tới đây nó bị biến mất nè. Như vậy nó giãn ra thoáng qua và có sự gia tăng về trở kháng. Hễ mà là có nước hay dịch đó, thì trở kháng nó giảm xuống, tại vì nó dẫn điện tốt hơn. Còn có hơi thì nó dẫn điện khó hơn nên trở kháng sẽ tăng. Nhưng cái đỉnh này tăng. Cái này là ở hơi, rất là điển hình. Nó rất là nhanh, chỉ có khoảng một giây. Cơ chế của hơi từ dạ dày là gì? Có hơi trong dạ dày. Đây là cái thực quản, cái đoạn nối giữa thực quản và dạ dày. Cơ thắt thực quản dưới giãn ra vì chênh lệch áp lực ở trong bao tử dạ dày. Cái hơi nó sẽ thoát lên. Cơ thắt thực quản trên đóng. Tuy nhiên khi áp lực tới thì cơ thắt thực quản trên tách ra và hơi thoát ra và trở kháng tăng. Trở kháng tăng từ đoạn gần tới đoạn xa. Hình ảnh đã được nghiên cứu bởi tác giả từ Amsterdam, Hà Lan. Ở hơi trên dạ dày thì lại khác hẳn. Trên đo trở kháng chúng ta cũng thấy tăng về trở kháng. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng ở đoạn xa, mà là nó đi từ gần tới xa, rồi sau đó từ xa lại trở lại về gần. Từ gần tới xa, rồi từ xa trở ra ngoài. Ở phía bên dưới, cơ thắt thực quản dưới vẫn rất là nguyên vẹn, hoàn toàn không có sự giãn cơ thắt thực quản dưới. Trước khi không khí đi vô, cơ thắt thực quản trên giãn ra chút xíu. Hơi đi vô rất là nhanh rồi sau đó trở ra khỏi thực quản. Một hình ảnh khác,
Các bạn có thể thấy áp lực và trở kháng tăng trong lồng ngực đẩy nó ra. Một hình ảnh rõ hơn. Áp lực tăng ở trong lồng ngực đẩy nó ra. Có một số bệnh nhân sẽ cố gắng ép cái cơ bụng để đẩy cái hơi ra ngoài. Tuy nhiên, hơi này hoàn toàn không xuất phát từ dạ dày mà được kéo vào trong thực quản để đẩy ra trong suốt cái thủ thuật này. Cơ thắt thực quản dưới đều đóng. Bệnh nhân đóng cái thanh môn. Do các cử động của bệnh nhân hoặc là do cái động tác nuốt nó đẩy hơi vào trong cái thực quản đoạn gần và cơ thắt thực quản trên giãn ra, hơi đi qua cơ thắt thực quản trên đi xuống phía bên dưới, cơ thắt thực quản dưới vẫn đóng, hơi lại trở ngược lên trở lại và đi qua cơ thắt thực quản trên. Đặc điểm cho thấy như sau, nó tạo thành hình chữ V của sự thay đổi của trở kháng. Trong khi cái hình hồi nãy của ở hơi mà từ dạ dày là hình thang, trong khi ở đây là hình chữ V. Khi mà thấy hình chữ V thì chúng ta biết cái ở hơi đó là từ thực quản. Đây là một cái mà tôi gặp bệnh nhân vô với cái triệu chứng khó tiêu, bệnh nhân mới khoảng 19 tuổi và bố mẹ đi cùng. Bố mẹ nói là cháu nó ở nhiều lắm mà chúng tôi thực hiện cái khảo sát. Cơ thắt thực quản trên, cơ thắt thực quản dưới biến mất. Chúng ta thấy có cái nhu động. Mỗi một cái block này là 5 giây. Như vậy cứ mỗi 3 giây là bệnh nhân lại ở hơi một lần. Đã được ghi nhận bởi khoa của chúng tôi. Cứ 2 giây rưỡi nhiều khi lại ở hơi một lần. Hơi cứ đi ra đi vô rất là nhanh. Và nếu như chúng ta tăng thêm cái độ phân giải, chúng ta có thể thấy nó có hình tam giác. Cơ thắt không có giãn ra đầy đủ. Bởi vì bệnh nhân này là một bệnh nhân bị trào ngược nghiêm trọng. Thông thường thì cơ thắt thực quản dưới này nó không có giãn ra. Như vậy chúng ta xử trí như thế nào? Chúng ta cần phải điều trị để điều chỉnh hành vi. Chúng ta chỉ cho bệnh nhân thấy rằng làm nó không phải đi từ bụng ra mà nó do từ miệng mà từ không khí từ ngoài đưa vô. Chúng ta có thể nhờ những người hướng dẫn ngôn ngữ trị liệu cho bệnh nhân về cái cách tập thở và cách tập nói. Tôi sẽ kêu bệnh nhân, kêu họ đứng trước cái gương khi họ ở hơi và họ thấy có cái sự di chuyển ở trong cổ họng của họ. Tôi nói rằng cái cử động đó là cái mà họ cần ức chế. Và khi họ hơi trong cái phòng chờ như vậy, mình kêu họ cầm một cái cây viết hoặc là cây bút chì ở giữa mấy cái răng thì ngay lập tức là nó chấm dứt ở được rồi. Vì mình sẽ không, người ta sẽ không có nuốt được hơi vô. Khi mà có cái gì đó giữa hai cái hàm răng của mình, kêu họ ngậm cây bút chì. Và tôi sẽ chỉ cho cái người chồng hay người vợ, người ta nghĩ là về nhà người ta sẽ áp dụng y chang như vậy. Trong cái nghiên cứu này tại Amsterdam, chúng tôi đã nhờ những người hỗ trợ về ngôn ngữ trị liệu. Hồi trước chúng tôi tưởng là baclofen có thể có hiệu quả. Đây là một nghiên cứu nhãn mở trước và sau một tuần sử dụng baclofen. Chúng tôi thực hiện đo lường tại hai thời điểm. Trong nghiên cứu nhắn mở thì thấy có vẻ có hiệu quả một chút, có thể có giảm. Tuy nhiên với baclofen thì cái sự khác biệt là mức mấp mé. Bởi baclofen là nó có tác động trên thần kinh trung ương về cái động tác nuốt để khống chế cái thói quen xấu cứ nuốt hơi vô. Tuy nhiên không may, trong khi đổi qua cái nghiên cứu đối chứng và dược, sau đó thì chúng tôi không có được cái hiệu quả của baclofen nữa. Và vì vậy, baclofen không phải là điều trị đầu tay, nhưng mà trong khi chờ cái sự hỗ trợ của những người ngôn ngữ trị liệu, hoặc là bệnh nhân không muốn ngậm cái cây viết chì ở miệng suốt ngày, thì mình cũng có thể thử cái liều baclofen coi có hiệu quả hay không.
Bây giờ quay trở lại cái cây mà ói mửa kháng trị. Một bệnh nhân làm kế toán 26 tuổi được chuyển tới bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa bị ói mửa kéo dài kháng trị, không ăn được. Ói mửa bắt đầu khoảng vài phút rồi sau đó kéo dài nửa tiếng, thông thường phải vào trong toilet. Tuy nhiên chỗ nào mà không có cái toilet thì nuốt trở lại cái thức ăn, nó không cảm thấy buồn nôn, không có biểu hiện quay. Cái thức ăn ói lên có vị như là chưa tiêu hóa. Chính vì vậy anh ta không muốn ăn, đặc biệt là khi ăn chung với người khác, anh ta sụt 3 kg. Bệnh nhân không hút thuốc và cũng ít sử dụng bia rượu. Sinh thiết và xét nghiệm sinh thiết đều là âm tính. Sai PPI, chống nôn và kinetic đều không hiệu quả. Tầm soát về xét nghiệm tổng suất thức ăn trong dạ dày là bình thường. Hội chứng nhai lại là thường hay gặp ở những động vật nhai lại như bò, cừu, dê. Ở người, hội chứng nhai lại là do có hoạt động ở trớ lên thức ăn vừa mới được nhai từ miệng, hoặc là ban đầu người ta nghĩ rằng ở những bệnh nhân tâm thần. Tuy nhiên chúng tôi thấy có rất nhiều bệnh nhân, từ những bệnh nhân trẻ, nhũ nhi, người trưởng thành, rất là nhiều các đối tượng khác nhau. Ở trên trang web người ta hay nói như vậy nhưng thực ra không thấy. Tôi thấy cả nam và nữ đủ các độ tuổi khác nhau. Tần suất ở trong dân số thì hiện nay người ta chưa biết. 3,3% những cái người mà có buồn nôn ói mửa phù hợp với hội chứng nhai lại, thường gặp hơn ở trên phụ nữ. Đây là các tiêu chuẩn để chẩn đoán theo Rome 4. Bây giờ chúng ta quay trở lại với bệnh sử của bệnh nhân. Nồi soi không thấy có gì đặc biệt, bắt đầu sớm hoặc ngay lập tức sau bữa ăn, nhận được vị của thức ăn, có thể nuốt trở lại, cũng không có bị oẻ. Chúng tôi đã thực hiện đo độ trở kháng. Chúng ta thấy cơ thắt thực quản dưới giãn thoáng quay. Đây là cái biến cố áp lực. Về mặt sinh lý bệnh, đây là những người mà cứ nhai lại liên tiếp như vậy. Chúng ta không thấy có cái sự thay đổi của cơ thắt thực quản dưới quá nhiều. Đây là một biến cố. 40 giây sau, một sự kiện nữa 40 giây sau. Mà cứ mỗi lần thì thức ăn lại nhảy lên. Như vậy, đây là một bệnh nhân có hội chứng ở trớ nhai lại, lặp đi lặp lại rất là nhiều. Tại sao những bệnh nhân này có biểu hiện như vậy? Có nhiều người nói rằng đây là những hành vi về mặt tâm thần bất thường rồi. Đa số những bệnh nhân này cũng có tính cách bình thường, có việc làm bình thường. Cái giả thuyết của tôi cho thấy rằng họ làm như vậy để làm giảm thiểu các triệu chứng về khó tiêu, không tiêu. Một số của bệnh nhân này họ ở trớ và họ thấy có hiệu quả. Và vì vậy cái áp lực của cơ thắt thực quản dưới của họ nó ở mức ngưỡng thấp, khiến cho họ trở thành cái hành vi nhai lại lặp đi lặp lại. Và vì vậy mình cần phải giải quyết, đó là điều chỉnh hành vi hoặc là hướng dẫn bệnh nhân thở bằng cơ hoành, và cùng đó giải thích các cơ chế của bệnh nhân. Mình giữ cái cơ bụng, mình tạo áp lực ở trong bụng, cơ thức ăn nó đưa lên. Cái này mình cũng có thể làm mà không có nhận thức, và miễn là mình kiểm soát được cái cơ bụng thì không xảy ra. Đây là hình ảnh của hội chứng nhai lại. Nó giảm xuống rất nhanh sau khi điều chỉnh hành vi, chỉ sau có một tuần điều chỉnh hành vi với hiệu quả rất tốt. Cải thiện khoảng 2/3 bệnh nhân, 1/3 thì không có hiệu quả. Một nghiên cứu khác về phản hồi sinh học. Ở đây người ta sử dụng những cái cơ bệnh nhân tìm hiểu bằng cách sử dụng phản hồi sinh học để tăng cường cái cơ bụng.
tốt hơn so với nhánh giả dược. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng làm cái phương pháp này. Nếu như mà bệnh nhân chịu thì chúng ta có thể chuyển qua vật lý trị liệu và đo cái điện cơ đồ để tập cho bệnh nhân như vậy. Như vậy, ngoài điều chỉnh hành vi, các bạn một cái phương pháp nữa là phẫu thuật để thay đổi lại cái cơ thắt thực đầu dưới của thực quản cũng có hiệu quả trong một phân nhóm nhỏ bệnh nhân. Họ có cái hành vi cứ gồng cái cơ của vùng bụng, tăng cái áp lực ở trong thực quản, tạo thành cái hội chứng vừa kể. Và họ cứ tiếp tục quậy mà không có gì đi ra. Chúng tôi đã có một cái là một thiếu nữ trẻ. Bệnh nhân cứ tiếp tục có cái biểu hiện nhai lại. Và sau khoảng 2 năm rưỡi, bệnh nhân này đã sụt ký rất là nhiều và đồng thời bị thoát vị. Thoát vị của cái thực quản vào trong cái lồng, cơ thắt thực quản dưới vào trong cái lồng ngực. Người ta có sử dụng baclofen, hay chia thành hai nhánh, rửa trôi, rồi sau đó đổ chéo 10 mg, sử dụng bản câu hỏi và đồng thời đo trở kháng. Có 20 bệnh nhân, 4 người là có trào ngược nhiều hơn là nhai lại. Những người còn lại là kết hợp nhai lại, có không có trào ngược. Và 3 người còn lại là tình trạng ở hơi trong cái nhánh giải dược. Chỉ số IRP tăng một cách đáng kể. Số lần của giãn cơ thắt thực quản dưới cũng giảm khi sử dụng baclofen. Áp lực tăng được khẳng định tại đây. Và đây là mức ngưỡng của bệnh nhân trước và sau đó. Rất là nhiều cái đường ở đây là những cái đợt nhai lại được biểu hiện trên thay đổi trở kháng. Tình trạng cơ thắt thực quản dưới trước và sau. Sử dụng baclofen hiệu quả hơn. Không thấy có biểu hiện của những cái đợt nhai lại nữa. Ít hơn. Về số lượng của các biến cố trước và sau khi dùng baclofen, số lần của những cái đợt nhai lại cũng giảm một cách đáng kể. Giá trị P có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên cái hành vi rạn này thì không có được giảm thiểu bằng baclofen. Tuy nhiên, việc ở trớ thức ăn được ức chế rõ ràng bằng baclofen. Đây là một cái slide chứng minh. Cũng có hiệu quả, mặc dù giá trị P chưa có ý nghĩa thống kê, khi so sánh với giai đoạn trước điều trị, có ý nghĩa thống kê nghiêng về sử dụng baclofen ở các bệnh nhân. Mặc dù bệnh nhân phải trải một cái tác dụng phụ là buồn ngủ, có khoảng cứ 6 bệnh nhân thì sẽ có một bệnh nhân không có dung nạp. Chúng ta thấy có tình trạng ở hơi và nhai lại là cũng là thường gặp, tình trạng ở hơi rất là nhiều. Thực sự ra là hơi từ thực quản chứ không phải là nuốt hơi. Chẩn đoán bằng cách khảo sát trên bệnh sử và quan sát, mình có thể quan sát kỹ bệnh nhân ở trong cái phòng khám ngoại trú, đo áp lực kế và trở kháng, cung cấp cho ta các bằng chứng khách quan, phải giải thích cho bệnh nhân đứng trước gương và điều chỉnh hành vi. Baclofen là một cái liệu pháp có hiệu quả đối với các bệnh nhân có hội chứng nhai lại. Chúng tôi xin kết thúc cái bài báo cáo này tại đây. Xin cảm ơn bài báo cáo. Chúng ta có thời gian để cho 1 hoặc 2 câu hỏi. Liệu chúng ta có thể chẩn đoán hoặc có ý tưởng, ấn tượng về nhai lại khi sử dụng đo HSRM mà không đo trở kháng được không? Ví dụ như hình ảnh này, các bạn có thể áp lực tăng lên trên HRM, trên áp lực kế, các bạn sẽ thấy nó tăng lên, đi lên từ dạ dày, chậm lại một chút xíu, rồi đi lên thực quản. Khi các bạn thấy cái đó, trên đó áp lực kế mà độ phân giải cao, thì chắc hẳn là nhai lại rồi, mà không cần đo trở kháng.
Một trường hợp khác, những cái bệnh nhân mà chúng ta thấy có áp lực tăng, nó đi lên tới thực quản 3 lần luôn. Và cái này chắc hẳn chỉ là nhai lại thôi. Bây giờ chúng ta tới cái bài báo cáo cuối cùng. Đây là sẽ là một số ca lâm sàng báo cáo liên quan tới buồn nôn, ói mửa và ở hơi. Chủ yếu dựa trên những cái, đây là những ca lâm sàng khó khăn mà chúng tôi đã phải dựa trên cái chẩn đoán của đo trở kháng và đo áp lực kế. Chúng tôi sẽ cùng đi hành trình với các bạn. Số slide thì không có nhiều, nhưng mà đây là các ca rất là ngoại lệ. Chúng tôi đã đo áp lực kế và trở kháng. Trở kháng sẽ giảm nếu như đó là chất lỏng. Từ xa tới gần, từ gần tới xa. Đây là một bệnh nhân có động tác nuốt, nuốt có chất lỏng. Nhu động đi qua áp lực kế, trở kháng giảm. Cái đường màu trắng nó giảm xuống, rồi sau đó trở lại baseline. Đây là một thí dụ của bệnh nhân có biến cố trào ngược. Trở kháng nó giảm từ xa cho tới gần. Động tác nuốt của bệnh nhân. Ở đây có một chút xíu khí vô, bởi vì chúng ta thấy có cái đỉnh lên khi trở kháng nó tăng. Và khi bệnh nhân nuốt vào, nuốt lại cái phần đó ở trớ, nuốt kèm theo có hơi nữa, cho nên chúng ta thấy cái đỉnh của cái trở kháng nó tăng lên chút xíu. Nhưng nó minh họa cho chúng ta thấy là sự di chuyển của không khí và dịch nước mà chúng mình có thể thấy trên cái trở kháng. Đây là bệnh nhân 41 tuổi, làm nội trợ, một hút thuốc rất là nhiều, không uống rượu. Bệnh sử đã cắt ruột thừa, bị trầm cảm, viêm thực quản trào ngược. Vào năm 1999, bệnh nhân đã được thực hiện thủ thuật Nissen. Bệnh nhân đã từng ở nóng trước đây, nhưng kể từ khi thực hiện phẫu thuật Nissen thì hết rồi. Bệnh nhân đã sụt 8 kg kể từ khi phẫu thuật. Các triệu chứng sau khi đã được nong tới cái số 54 French, bệnh nhân cảm thấy khó nuốt, thức ăn đặc kể từ khi mổ. Nội soi, khám lâm sàng, một bệnh nhân hơi dư cân béo phì, chức năng tuần hoàn, hô hấp bình thường, hiện đang sử dụng trazodone, là một loại thuốc chống trầm cảm, và lomentazepam là thuốc ngủ vào buổi tối. Nội soi, như đã nói, nội soi dạ dày là tình trạng sau khi làm thủ thuật Nissen. Chúng tôi cũng đo áp lực kế trong thực quản. Chúng ta thấy trở kháng ở trong thực quản. Tôi sẽ dành cho các bạn 3 hoặc là 4 phút để gợi ý xem các bạn có thấy cái gì bất thường ở đây không. Để tôi xin phép gợi ý cho các bạn nha. Các bạn có thể nói rằng cơ thắt nó không hoàn toàn giãn hết. Đó là theo tiêu chuẩn của Chicago. Nhưng mà sau làm thủ thuật Nissen thì cái đó cũng không hẳn hoàn toàn là bất thường. Đây không phải là cái duy nhất. Có một cái trong trở kháng mà bất thường, rất là đặc biệt. Các bạn đoán thử coi nha, xem kỹ nha. Các anh chị để ý cái đường trở kháng là cái đường màu trắng đó. Trong khi đó, tôi sẽ giới thiệu những cái gì đang xảy ra ở bệnh nhân. Ở đây bệnh nhân có động tác nuốt nè, có biểu hiện của nhu động, có dịch và chất lỏng, cho nên chúng ta thấy trở kháng nó đi xuống. Tuy nhiên, giãn thực cơ thắt thực quản dưới lại quá rộng. Trong cái phức bộ ETJ này, từ 8 cm là rất rộng. Như vậy có vẻ
họ thực hiện kéo cái đoạn thực quản ra quá dài vì áp lực khi người khi khi nghỉ, mà độ dài của cái đoạn này là dài. Khi cái viên thức ăn đi qua đây, trở kháng giảm, sau đó nó phục hồi tại đây. Nhưng tự nhiên ở đây nó lại giảm xuống. Nó lại đi từ đoạn sai cơ. Nó đi từ cái đoạn ngay phía bên trên, cái cơ thấp. Cái dịch nó lại trở lên trên thực quản. Có phải là trào ngược không? Không phải. Vì cơ thấp vẫn đóng mà. Đây là cơ thắt vẫn đóng. Như vậy cái chất dịch này trở lui lên không phải là chất dịch trong dạ dày, mà là chất dịch từ trong thực quản đoạn dưới đi lên đoạn trên. Như vậy khi bệnh nhân uống nước đi xuống thực quản từ gần tới xa, nó tác động với một cái đoạn cơ thắt rất là dài mà không có giãn ra. Sau cái phẫu thuật Nissen, một số cái chất lỏng được vẫn còn được giữ lại và nó trở ngược lên lại, nhân lại nuốt lại để đưa nó xuống. Điều này cho thấy sự ứ trệ của dịch. Điều này lặp lại lần nữa cho bệnh nhân nuốt, trở kháng giảm xuống, bệnh nhân nuốt lại lần nữa, trở xuống lại lần nữa, nuốt lại lần nữa. Nó cứ lên xuống như vậy, phải mất nhiều lần mới có thể vượt qua được hết cái cơ thắt thực quản dưới sau khi bệnh nhân làm thủ thuật Nissen. Điều này giải thích tại sao bệnh nhân có biểu hiện nuốt khó, nồi soi kết quả không ấn tượng. Tuy nhiên nếu như chúng ta cho bệnh nhân uống chất cảnh quang thì chúng ta có thể thấy một trường hợp. Chúng tôi đã nong cái phần tâm vị của bệnh nhân bằng cái bóng 35 mm, và các triệu chứng khó nuốt của bệnh nhân được cải thiện. Sau đó bệnh nhân tăng cân, chúng tôi đã phải lặp lại khoảng 3 hay 4 lần nong và bệnh nhân vẫn có tiến triển tốt. Đây là một ca lâm sàng thứ nhất. Đây là một ca rất là ngoại lệ. Bệnh nhân đã cải thiện với việc nong sau khi đã làm thủ thuật Nissen. Chúng tôi đã thực hiện cái nghiên cứu nhưng không cho thấy ích lợi của cái thủ thuật này. Tuy nhiên, nếu như mà các bạn tới một cái trường hợp đặc biệt như vậy, các bạn cũng có thể thực hiện nong. Các bạn có thắc mắc gì? Các bạn có muốn coi lại cái ngành trở kháng hay không? Trở kháng giảm xuống này, do dịch nó xuống, nó tác động các thực quản dưới. Nhưng dịch nước không có qua được, nó lại trở lên đến thực quản. Rồi bệnh nhân nuốt trở lại lần nữa. Một thiếu nữ trẻ 21 tuổi là sinh viên. Bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp, đang sử dụng Humira. Kể từ một năm rưỡi nay, bệnh nhân bị đau thượng vị và khó chịu sau ăn. Bệnh nhân đã sụt sau ký và ở hơi thì đỡ hơn. Các bạn đã thấy hình ảnh này. Chúng ta thấy những cái chuỗi trình tự về ở hơi trong thực quản bung nó ra, chúng ta sẽ thấy hình ảnh tam giác chứ không phải hình thang. Và bây giờ là đoạn dài ở cùng một bệnh nhân. Đây là mới 39 phút và thời điểm này là khoảng 20 phút, 1 phút 20 giây mà bệnh nhân đã ở giống như khoảng 20 lần chỉ trong vòng 1 phút 20 giây. Cái cơ thắt ở đây bệnh nhân ngưng lại, cơ thắt đóng lại, bệnh nhân nuốt lại lần nữa. Nó cũng cho thấy cái hành vi của cái lồng ngực. Khi bệnh nhân hút vào hơi thì chúng ta tạo cái áp lực âm ở trong lồng ngực, cho nên nó có cái màu xanh dương đậm hơn. Khi tăng cái áp lực ở trong lồng ngực, nó đổi qua màu trắng chút xíu. Khi có sự di chuyển áp lực ở trong khoang lồng ngực, cao, thấp, và theo cái nhịp độ đó, bệnh nhân hút vào hơi và thực quản, rồi sau đó lại đẩy lên trở lại. Có một số cái hoạt động ở trong cái ổ bụng, chỉ ở trong cái đoạn tống xuất hơi,
Nhưng mà cái này không phải là nhai lại, chỉ là ở hơi lên thôi. Chúng tôi đã thử sử dụng baclofen, không có hiệu quả. Chúng tôi đã phải chuyển qua một cái người hướng dẫn về ngôn ngữ trị liệu thành công. Tuy nhiên sau đó triệu chứng vẫn cứ còn tồn tại hoài về trào ngược và được làm thủ thuật Nissen. Và sau khi làm thủ thuật thì vẫn còn hơi khó nuốt. Như vậy chúng tôi vẫn chưa giải quyết hết được tất cả. Một ca khác cũng phức tạp, một ca rất là khó hiểu. Ban đầu khi tôi gặp bệnh nhân, tôi có cái ấn tượng rằng là tôi không hiểu được rõ, là tôi không có hiểu rõ bệnh nhân nói gì. Bệnh nhân còn trẻ, mới 25 tuổi. Cách đây vài năm, bệnh nhân gửi tới chúng tôi để thực hiện phẫu thuật chống trào ngược. Bệnh nhân này làm trong ngân hàng, công việc rất là căng thẳng. Và đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính ngân hàng thế giới. Và trong suốt 2-3 năm nay, triệu chứng càng ngày càng nặng hơn. Có cảm giác phía đằng sau cái xương ức, chủ yếu là sau ăn. Nhưng mà không phải là nửa tiếng sau ăn như trong hội chứng nhai lại mà kéo dài hơn. Cảm giác rất là khó chịu, bệnh nhân phải tránh ăn tại hội nghị hoặc là cơ quan. Bởi vì nếu như làm như vậy thì cả nửa tiếng, một tiếng sau nó cứ chạy lên chạy xuống đằng sau cái xương ức này, không có làm việc được gì hết. Thực sự nó không phải là cảm giác ở nóng. Tôi hỏi là có phải ở hơi hay không? Tôi nói ở, thỉnh thoảng có ở, nhưng không phải là ở. Không phải là ở hơi. Bệnh nhân có hơi sụt cân. Nhà bệnh nhân nói là bởi vì thay đổi chế độ ăn thôi. Không có triệu chứng, không hút thuốc, không uống rượu. 62 kg cho một người 172 cm chiều cao. Tôi đã giải thích cho bệnh nhân về cái chuyện ở trớ. Sử dụng PPI, đừng có ăn đồ chua nóng này nọ vân vân. Bệnh nhân nói với tôi rằng gần như tôi không có tình trạng ở chua nóng. Có thể anh không cảm giác ở chua nóng, nhưng mà có thấy chua ở trong miệng không? Không phải là dung dịch, không phải chất lỏng đâu, nó là không khí. Như vậy có phải là ở hơi hay không? Nó không phải là ở hơi, nhưng mà là hơi. Tôi cảm giác rất là khó hiểu khi mà mình không có thể trao đổi, mình không thể hiểu được các bệnh nhân thông minh và có công ăn việc làm như vậy. Mà mình không hiểu rõ về triệu chứng, mình không hiểu mô tê. Sau khi hỏi kỹ như vậy, tôi đã phải kêu bệnh nhân đi đo áp lực kế và đo trở kháng. Bệnh nhân đã từng được nội soi HP âm tính, vân vân. Kháng axit cũng không có hiệu quả, PPI không hiệu quả, domperidone cũng vậy. Sử dụng simpirid là kháng dopamine, chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi. Vậy chúng tôi suy nghĩ về trào ngược hoặc nhai lại hay là ở hơi. Bệnh nhân cứ nói đi nói lại là không phải ở hơi. Đây là đo trở kháng với tư thế nằm yên. Đây là một cái thông tin hình ảnh rất là then chốt. Bây giờ tôi sẽ dành cho các bạn 2-3 phút. Các bạn để ý kỹ cái đường cong về trở kháng nha. Các bạn coi kỹ nha, rồi tôi sẽ giải thích. Coi kỹ cái trở kháng, đoán thử. Đây là cơ thắt thực quản trên. Cơ thắt thực quản trên rất là rộng, trong khi cơ thắt thực quản dưới là không có nhiều. Cho nên có thể là có trào ngược. Sau đó chúng ta thấy cái chuỗi nhu động. Và trên cái đường đo về trở kháng, thấy nó tăng lên là không khí. Nó xảy ra trước cái đường chấm. Như vậy từ sai cho tới gần. Đây là hơi đi ra từ dạ dày, nó đi lên. Tuy nhiên, bình thường những bệnh nhân khác cơ thắt nó phải giãn ra để hơi đi ra, nhưng mà đây nó là không giãn ra để đi ra. Đây là lúc bệnh nhân nuốt vô nè. Ở đây bệnh nhân không nuốt vô.
có sự gia tăng áp lực ở trong thực quản và cơ thắt thực quản trên. Sau đó có cái chuỗi nhu động bắt đầu tại đó, không phải do động tác nuốt, mà đây là nhu động thứ phát được kích hoạt do hơi. Do cái hơi thì trong dạ dày tác động vào cơ thắt thực quản trên mà không đi ra được. Và cái nhu động từ thực quản cố gắng đẩy cái hơi này xuống. Một cái đợt nữa hơi lại đi lên. Một cái nhu động thứ phát thứ hai đẩy nó cái hơi này xuống. Và đây là bệnh nhân biểu hiện nuốt nè, đi xuống, chất lỏng đi xuống, không khí đi lên, trở kháng tăng. Bệnh nhân nuốt xuống, hơi đi lên, cơ thắt thực quản trên vẫn đóng, lại đi xuống, lên trở lại, cơ thắt thực quản vẫn đóng. Bệnh nhân nuốt vô. Do đó anh này nói rằng nếu như tôi ăn, nó đi lên, rồi sau đó nó cứ chạy lên, chạy xuống, đằng sau cái xương ức mà không có đi, mà không đi ra được, anh đó nói đúng. Cái này gọi là rối loạn chức năng của cái phản xạ ở hơi. Chúng ta có thể thực hiện nồi soi mà nong cái cơ thắt thực quản trên. Chúng ta bằng mong móng, chúng ta có thể dùng baclofen là làm giãn cơ trên, để giãn cơ thắt thực quản trên. Và để tăng cường cái cơ thắt thực quản dưới, chúng tôi gọi bệnh nhân này tới cái người ngôn ngữ trị liệu để cố gắng giãn cơ thực quản trên, phẫu thuật chống trào ngược. Và bây giờ bệnh nhân quay trở lại làm giáo viên, không đi làm ngân hàng nữa, thế là xong hết triệu chứng. Xin cảm ơn các câu hỏi thú vị. Bây giờ chúng ta kết thúc cái ngày thứ nhất. Xin thay mặt cho nhóm báo cáo viên tại Leuven, chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã tham gia ngày thứ nhất. Nó hơi khác so với cái hội nghị trực tiếp. Chúng tôi đã phải cố gắng hạn chế các số người tham gia bởi vì là ngày cuối tuần và không được gặp mặt các bạn trực tiếp. Tuy nhiên dù sao đi nữa, chúng tôi rất vui, rất thích, hạnh phúc khi các bạn tham gia. Chúng ta đã không mất thời gian và lãng phí vì chúng ta đã học hỏi được rất nhiều, cũng như các câu hỏi của các bạn rất là tương tác. Hy vọng là các bạn đã thu thập được nhiều thông tin. Và xin mời các bạn tham gia cái ngày thứ hai vào ngày 5 tới tháng 9, lịch trình cũng tương tự. Thời gian bắt đầu và kết thúc cũng tương tự. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một cái màn hình khảo sát. Xin các bạn vui lòng thực hiện cái khảo sát này. Chuyện thứ hai, chúng tôi cố gắng có thể cải thiện thêm nữa những cái chương trình masterclass này. Nên xin các bạn vui lòng hoàn tất các bản khảo sát để cho chúng tôi có được những cái góp ý. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải